Về cách video nữa. Đúng không? Cứ bạn học với nhắc lại coi có nhớ gì không? Cứ bạn học với đồi thị nữa không? Trên đồi, dưới đồi, hạ đồi gì đó nhớ không? Có học tới chỗ đó chưa? Có học tới các não thức chưa? Não thức 3, não thức 4, não thức gì nữa? Não thức giữa. Vô nhiêu não thức? Có 3 não thức, rồi 1, 2, 3. Đâu đúng cho anh Tư đây? Não thức giữa, não thức 3, não thức 4. Có ai có cái gì chỉ có khác này chú không? Hả? Có bao nhiêu? 4 mà, đúng rồi, cái tư là cái cuối cùng. Cho nên tao mới đánh số 4 đấy. Lại nữa rồi, trả lại nữa rồi. À. Có gì hả? À đúng rồi, có hai cái não hấp bên, mỗi cái não hấp bên. Hai não hấp bên, một não hấp 3, một não hấp 4. Hai não hấp bên là 1 2 đấy. Rồi xong rồi không có nó não hấp bên xong rồi nó qua não hấp 3 luôn. Thấy cái thắc mắc không à? Tại vì nó có tới hai não hấp bên, mỗi cái một bên. À. Sao vậy ta? Hả? Anh có cảm giác là mấy bạn hình như là cả lại cho anh hơi nhiều hả? Nói nó là che cái máy lại hồi nó dồn hơi nóng vào cái máy rồi cái vô á, còn cái máy nó nổi được là điện không luôn. Đó là hôm nay mình nói lên tí, lên cao một tí. Bây giờ lên mở hộp sọ ra để lại nha. Mang đi mà. Biết màng não rồi. À, màng não có bao nhiêu lớp màng não rồi? Mình có 3 lớp màng não. Đây là lớp màng đầu tiên, đúng không? Mình vừa học mình vừa ôn lại lớp này. Đây là lớp màng cứng ở phía ngoài, đúng không? Thì lớp màng cứng này đó bạn, hôm trước mình nói sơ qua rồi, đúng không? Mình nói sơ được về màng cứng là một cái màng nó nằm ở vị trí não bạn. Nó ôm sát vào cái gì? Nó nằm sát vào cái thành phần nào? Sát vào thành phần nào? Đó, thoải mái đi bạn. Giờ này là giờ đáng học mà, nó chẳng chả có sao hết á. Đúng rồi, ôm sát vào cái hộp sọ, có nghĩa là ôm sát vào phần xương ở phía bên ngoài ấy. Đúng không? Ôm sát vào cái xương sọ ấy. Đúng không? Ôm sát vào thành công của cái hộp sọ, đúng không? Nè, thành trong cái hộp sọ thì màng cứng của mình á, nếu mà nói khái quát á, thì màng cứng của mình nó gồm có 2 cái tấm, tức là 2 lớp. Các bạn mường tượng nhanh, nó gồm có 2 lớp nha. Thì 2 lớp này các bạn, 2 lớp này thì có lúc á thì nó dính lại với nhau, nhưng mà cũng có những lúc thì nó tách nhau ra các bạn. Lòng để dưới này bạn nằm ở dưới này bạn nè. Mỗi một bên nữa là một cái bán cầu đại não, được không các bạn? Nha. biểu tượng được không? Mỗi bên là một bán cầu đại não. Đây là một cái lá cắt đứng ngang các bạn. Nè, hiểu được lá cắt đứng ngang không ạ? Não của chúng ta nó, bạn nhìn thấy hình ảnh như vậy, cắt lá cắt đứng ngang qua, đúng không ạ? Khi mà cắt lá cắt đứng ngang thì nó hình ảnh nó cắt qua chỗ nào ạ? Đứng ngang nghĩa là cắt như thế này đó mà, đúng không ạ? Cắt như thế này nè. Thì nó bạn mỗi một bên sẽ là một bán cầu đại não, đúng không ạ? Ở phía ngoài nữa bạn ôm sát vào bán cầu đại não này nè, chính là màng nuôi, đúng không ạ? Ôm sát vào cái não của chúng ta nè, chính là màng nuôi. Ở phía ngoài này đó bạn, ở phía ngoài này nè, chúng ta có một lớp màng, lớp màng nằm ở phía ngoài nè. Màng này là màng, ngoài màng nuôi là gì vậy? Màng nhện, đúng không ạ? Phải không ạ? Ha, màng nhện, ha bạn, ha. Thì ở giữa này nè các bạn, giữa màng nuôi và màng nhện nó chứa gì vậy? Dịch vậy bạn, dịch não tủy, đúng không ạ? Ha. Thì ở phía ngoài này nữa, tận cùng ở phía ngoài này các bạn, ha, phải như này, tận cùng ở phía ngoài chính là lớp màng cứng. Màng cứng như anh mới nói bạn, nó có hai tấm như thế này, ha, nó có hai tấm như thế này. Ở phía ngoài này á, thì hai tấm này dính vào nhau, các bạn thấy như này, ở phía ngoài này hai tấm này dính vào nhau. Đến vào phía trong này nè, cái màng cứng cái này nè, một tấm nó chạy băng qua bên này, còn một tấm đi xuống như này các bạn, một tấm nó lách xuống như này, sau đó nó bò một chỗ lên như này, nó bò ra ngoài, lúc này nó lại dính vào này, thấy không ạ? Lại dính vào nhau như này. À, nó tách xuống cái này thì dưới này nó cũng dính vào nhau, hai tấm này dính vào nhau, và nó tạo thành một cái vách ngăn cách giữa hai bán cầu đại não chúng ta với nhau. Đó là tạo thành một cái vách đi dọc từ trước ra sau theo hình này đó bạn. Nha, anh cho các bạn xem hình ảnh đó. Anh bỏ một bên bán cầu đại não. À, các bạn sẽ lập tức bạn nhìn thấy cái vách này, đúng không? Bạn thấy vách này không ạ? Vách này chính là cái vách ở giữa này, vách ngang này, ngang giữa hai bán cầu đại não chúng ta lại nhau. Và vách này tạo bởi một cái tấm của màng cứng, đúng không? Cái nghĩa là được cấu tạo từ màng cứng các bạn. Vách này được cấu tạo từ màng cứng. Nha, vách được cấu tạo từ màng cứng. Và ở trên này nữa bạn, cái vị trí này nè, vị trí mà lúc hai tấm này tách ra, nó chừa là một cái khe, ha, một cái khe. Thì khi mà mình cắt đứng ngang như này thì mình chỉ thấy nó là một cái lỗ, một cái khe thôi. Nè, còn nếu mà nó nằm trên hình này, có nghĩa là nó chạy dọc từ trước chạy dọc ra sau, đúng không bạn? Ở trong đó nó có một cái khe chạy dọc từ đây, chạy dọc ra tới đây, phải không ạ? Chạy dọc ra phía sau đó. Thì cái khe đó các bạn, người ta gọi đó là một cái xoang tĩnh mạch, đúng không ạ? Xoang tĩnh mạch. Và xoang tĩnh mạch nó chạy dọc từ trước ra sau, nhưng mà chạy dọc ở phía trên, ta gọi nó là xoang tĩnh mạch dọc trên, đúng không ạ? Xoang tĩnh mạch dọc trên. Thì đến lúc mà cái màng cứng này các bạn, nó xuống tới đây nè, nó bọc ngược trở lại đó, thì nó lại để lại một cái khe nữa. Thì cái khe này cũng chạy dọc từ trước ra sau, nhưng mà chạy dọc sát cái gì này bạn? Chỗ này ta gọi là xoang tĩnh mạch dọc dưới, đúng không? Chúng ta có hai xoang tĩnh mạch, đó là một xoang dọc trên và một xoang dọc dưới. Và cái vách ngang này nè, vách ngang này người ta gọi đó là liềm của đại não, nghĩa là ngăn cách giữa hai bên bán cầu đại não với nhau. Và cái vách này được cấu tạo bởi màng cứng, đúng không? Được cấu tạo bởi màng cứng, hiểu không ạ? Được không? Một phần khác cũng được cấu tạo bởi màng cứng các bạn. Bạn thấy cái vách này, ngoài cái việc mà nó chạy nó ngăn cách đại não ra nè, thì nó chạy thẳng xuống qua vị trí này, đi xuống phía bên dưới, và nó ngăn cách hai tiểu não với nhau, hai bán cầu tiểu não với nhau. Do đó cái phần phía bên dưới nè, ta gọi là liềm của tiểu não, đúng không? Ở trên là liềm của đại não, phía dưới này là liềm của tiểu não, ngăn cách giữa hai bán cầu tiểu não với nhau. Nha. Ngoài ra nó chạy ra hai bên để nó tạo nên một cái máy che chắn phía trên của tiểu não. Nghĩa là tiểu não chúng ta nằm phía bên dưới, nó tạo nên một cái máy che phía trên như thế này, cho nên cái máy che phía trên đó người ta gọi là cái liều của tiểu não. Vậy thì qua cái cấu trúc màng trứng này mình tìm hiểu được ba cái thành phần, đó chính là liền của đại não, liền của tiểu não và liều tiểu não, đúng không ạ? Hai cái vách này các bạn nhìn thấy nó cắt ngang qua nhau như thế này, vuông góc này, phải không ạ? Vậy thì qua hình ảnh này các bạn, như anh nói nãy đó, ở phía trên này là chạy dọc thẳng ra phía sau này là một ống xoang tĩnh mạch, đúng không ạ? Ở bên này cũng vậy, hai bên này cũng vậy, và ở phía dưới này cũng vậy. Cuối cùng các xoang tĩnh mạch này giao nhau lại ở điểm giữa, và điểm đó người ta gọi đó là hội lưu tĩnh mạch. Điểm đó người ta gọi là hội lưu tĩnh mạch. Anh đang giới thiệu qua cho các bạn một số cái xoang tĩnh mạch. Cái phần này nó sẽ nằm ở trong tĩnh mạch của vùng não, tĩnh mạch của vùng não. Nhưng mà do học qua các cái màng cho nên anh giới thiệu cho các bạn luôn các cái xoang. Một số các cái xoang mặc dù là nó sẽ chưa đầy đủ đâu. Rồi, được thế các bạn. Vậy thì hai bán cầu đại não cũng đã được ngăn cách hai bên và nó chỉ gắn lại với nhau ở cái giữa thôi, ở vị trí chính giữa mà hôm trước mình đã tìm hiểu rồi, đúng không? Vị trí chính giữa, cho nên cái vị trí chính giữa này nó mới gọi đó là nan não, có nghĩa là nằm giữa của hai bán cầu đại não và chịu trách nhiệm là gắn kết hai bán cầu đại não này lại với nhau, đúng không ạ? Gắn kết hai bán cầu đại não lại với nhau. Được chưa? Nha. Rồi các bạn nhìn phần não của chúng ta, phần não của chúng ta, não của chúng ta sẽ được chia thành các cái thùy, não của chúng ta sẽ được chia thành các cái thùy tương ứng với vị trí, tương ứng với vị trí của nó. Phía bên này có phải là phía trước không? Bên này là phía sau, đúng không ạ? Lần đầu tiên cho các bạn nhìn thấy cái thùy này, các bạn nói là thùy gì vậy? Đó là thùy trán, đúng không ạ? Cái này là thùy trán, cái này đó là thùy đỉnh, đúng không ạ? Phía dưới này chúng ta có thùy thái dương, và phía sau này chúng ta có thùy chỏng. Tuy nhiên não chúng ta có 5 thùy. Nãy giờ các bạn thấy được mấy thùy rồi, 4 thùy, đúng không ạ? Còn một thùy nữa nó nằm phía dưới một cái rãnh các bạn, nó nằm ngay phía dưới của một cái rãnh, và rãnh đó chính là rãnh bên, nó nằm ngay phía dưới của rãnh bên. Cho nên á, cái thùy này á, khi mà chúng ta muốn nhìn thấy được nó đó, thì chúng ta phải vén cái rãnh bên lên. Rãnh bên là rãnh chỗ này các bạn, bên lại là cái vị trí chỗ này các bạn. Chỗ này của ta chính là rãnh bên, rãnh bên chính là rãnh ngăn cách giữa các cái thùy phía bên trên và thùy thái dương của chúng ta nằm ở phía bên dưới. Cái thùy thái dương nằm phía bên dưới và cái rãnh vị trí của nó là rãnh bên. Thì khi mà chúng ta vén cái rãnh này lên, tức nghĩa là nếu mà chúng ta sử dụng một cái banh đó, chúng ta vén cái chỗ này lên trên và vén cái chỗ này xuống dưới. Cái mô hình này bán được, nhưng mà trong ánh lát của bạn nó đã bán cho bạn xem được đó, thì ở bên trong bạn sẽ thấy đó chính là cái thùy đảo 106 mà ở trong ánh lát bạn xem được đó, đó chính là thùy đảo. Nó có cái nền ảnh, khi mà mình bán được cái bên lên đó thì mình thấy một cái thùy phía dưới, đó chính là thùy đảo rồi đó. Được chưa? Rồi, bây giờ mình phân tích cái não của chúng ta dựa vào các cái rãnh này các bạn. Phân tích não ra dựa vào các cái rãnh này thì các bạn sẽ thấy được hai cái rãnh lớn nhất một cái rãnh anh vừa mới vẽ cho bạn xem đó, chỗ này đây, cái này chính là rãnh bên, và một cái rãnh thứ hai nằm ở chỗ này đây. Chỗ này của chúng ta chính là rãnh trung tâm. Thì lúc nào phân tích cái hình thể ngoài của não, lúc nào mình cũng sẽ phân tích hai rãnh này trước. Nhìn vào mình đã thấy ngay hai rãnh này, đó chính là rãnh bên và rãnh trung tâm, đúng không ạ? Rãnh bên và rãnh trung tâm. Vậy thì qua các cái rãnh này nè các bạn, mình gần như là mình có thể mường tượng được vị trí của các cái thùy, đúng không ạ? Phía trước của chúng ta chính là tiền trán, phía sau là rãnh trung tâm chính là vị đỉnh, phía dưới rãnh bên chính là tiền thái dương. Thì còn một thùy chúng ta hơi khó hơn định một tí, đó chính là thì đảo chắc chắn nằm dưới rồi, không cần phân định nữa, đó chính là thùy chỏng. Thùy chỏng nó nằm ở phía sau này, đúng không ạ? Thùy chỏng nó nằm ở phía sau này, và chúng ta có phân định được thùy chỏng rồi. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có phân định thùy chỏng. Do đó người ta tìm ra một cách để người ta ước lượng vị trí của thùy chỏng như thế này. Đó bạn thì ở đằng bên mình để thấy thôi. Các bạn nhìn này, ở phía trong này nè các bạn, từ ở phía trong này nè chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái rãnh này, nhìn vào thì chúng ta thấy ngay dưới này có cái rãnh. Bạn nhìn thấy không ạ? Anh lấy một cái điểm ngay tại rãnh đó, đúng không ạ? Anh lấy một cái điểm tại cái rãnh này, đúng không ạ? Từ đây vậy, lấy một điểm rãnh này. Cái rãnh này là cái rãnh ngăn cách giữa phía trước của chúng ta là thùy chỏng, phía trước là thùy đỉnh và phía sau chính là thùy chỏng. Nghĩa là vị trí này, từ rãnh này nè, các bạn nhìn thấy cái rãnh này sẽ ngăn cách một phần phía trước và một phần phía sau, thấy không ạ? Do đó cái rãnh này người ta đặt tên đó là rãnh đỉnh chỏng, ngăn cách giữa thùy đỉnh và thùy chỏng, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng thùy đỉnh và thùy chỏng được ngăn cách với nhau tại vị trí là ở phía trong, đúng không ạ? Tại vị trí ở phía trong, rãnh này chính là rãnh đỉnh chỏng các bạn. Chỗ này nè chính là rãnh đỉnh chỏng. Được chưa? Bây giờ anh xoay ra phía ngoài, anh xoay ra phía ngoài thì khi mà mình nhìn từ phía ngoài đó, các bạn nhìn bọn bạn ở cái bờ dưới này nè, các bạn sẽ thấy một hình vòm, thấy không ạ? Và đây chính là vị trí của cái đỉnh vòm, thấy không ạ? Và cái vị trí của đỉnh vòm đó, người ta gọi đây là một cái khuyết nằm phía trước của thùy chỏng, người ta gọi là khuyết trước chỏng, đúng không ạ? Đây chính là cái khuyết nằm phía trước của thùy chỏng. Và khi mà người ta dựa vào cái khuyết này đó thì người ta mới lấy khuyết này làm cái điểm thứ hai, làm điểm thứ hai, được không ạ? Làm điểm thứ hai và bắt đầu người ta nói hai cái điểm này lại, ta nói hai điểm này lại với nhau, nói hai điểm này lại với nhau. Nếu mà người ta nói hai điểm này lại với nhau thì nó sẽ ngăn cách cho chúng ta, nó sẽ ngăn cách cho chúng ta chính là vị trí của thùy chỏng mà. Nói hai điểm lại với nhau thì phía sau này chính là thùy chỏng và cái phần phía trước này chính là thùy đỉnh. Nếu mà chúng ta nhìn ở mặt ngoài á, thì nhìn ở mặt ngoài như vậy các bạn hình ảnh này chúng ta đang nhìn ở mặt ngoài này. Rồi bắt đầu chúng ta phân tích ở cái thùy trán này các bạn, ở thùy trán này nè, ở thùy trán này thì nó lại có các cái rãnh để chia thùy trán của chúng ta thành các cái hồi. Hồi tức nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn thùy, được không ạ? Khi mà chúng ta học về não đó thì chúng ta sẽ có ba định nghĩa. Thứ nhất đó chính là thùy. Thứ hai đó chính là tiểu thùy. Tiểu thùy tức nghĩa là một cái bọc nhỏ hơn, nhỏ hơn thùy, và hồi là cái bọc nhỏ nhất. Hồi là cái bọc nhỏ nhất, được chưa? Nha, hồi là bậc nhỏ nhất. Nhưng mà cái định nghĩa tiểu thùy thì mình sẽ gặp ở một số vị trí thôi, ít gặp. Thường mình gặp cái hồi nhiều hơn. Nha, dưới cái thùy chính là cái hồi. Nha, dưới thùy chính là cái hồi. Đôi khi người ta sử dụng cái tiểu thùy để dành cho một cái cấu trúc mà người ta nghĩ nó là nó lớn hơn cái hồi. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, ở đây chúng ta sẽ có các cái rãnh phụ của các bạn. Các cái rãnh chính thì nãy giờ anh chỉ cho các bạn rồi. Giờ xuống các cái rãnh nhỏ hơn. Cái rãnh này nằm ở ngay phía trước của rãnh trung tâm. Bạn nhìn thấy không ạ? À? Rãnh này nó gọi là rãnh trước trung tâm. À, được chưa? Rãnh trước trung tâm, mình đang nói về tiền trán nha. Đang nói về tiền trán. Rồi, ở phía trên của tiền trán các bạn, chúng ta sẽ có các cái rãnh mà dường như bắt đầu người ta mặc định cái rãnh này có vẻ như nó liền với nhau. Đây mà. Ở đây một vị trí và ở đây một vị trí. Nha. Bắt đầu nó chia cái thùy trán này của chúng ta thành các cái phần. Nha, các cái phần. Cái phần này nữa các bạn. Người ta gọi đó là hồi trước trung tâm. Đúng không? Thì cái hồi này nè, cái hồi não này chính là cái hồi nằm phía trước của rãnh trung tâm, đây gọi là hồi trước trung tâm. Và hai cái rãnh của thùy trán lần lượt đó chính là rãnh trán trên và rãnh trán dưới, chia cái phần này thành ba phần, đó là chính là hồi trán trên, giữa và dưới, được không ạ? À? Thì chỗ này là trên, chỗ này giữa, chỗ này dưới, được không ạ? À? À, trên, giữa và dưới. Tương tự như vậy, phía sau này chúng ta lại có cái rãnh này gọi là rãnh sau trung tâm, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có rãnh trung tâm rồi nè, thì rãnh này là rãnh sau trung tâm. Thì tương tự hồi này chúng ta gọi đó là hồi sau trung tâm, được chưa? Nha, ta gọi đó là hồi sau trung tâm. Và hồi sau trung tâm này nằm ở vị trí này, nha. Phía dưới của phía dưới hồi thái dương này, thì hồi thái dương này của chúng ta nó có hai cái rãnh, rãnh thái dương trên nè và thái dương dưới, chia thái dương của chúng ta lại thành ba phần, 1, 2, 3 nữa mà, đúng không? Hồi thái dương trên, hồi thái dương giữa và hồi thái dương dưới, đúng không? Được chưa? Chúng ta đi ra phía sau này, ra phía sau này. Chúng ta có cái rãnh nhỏ nhưng mà nó nằm ngang ở phía sau, ở vị trí này đấy bạn. Nằm ngang ở phía sau. Rãnh này nó gọi là rãnh trung tâm đỉnh, tức nghĩa là nằm ngay phía giữa của thùy đỉnh, và chia đỉnh của chúng ta thành hai phần, đó chính là tiểu thùy đỉnh trên và tiểu thùy đỉnh dưới. Tiểu thùy đỉnh trên và tiểu thùy đỉnh dưới. Bởi vì ở phần này nè các bạn, xuống đây nè, ngay ở tiểu thùy đỉnh dưới nè, các bạn sẽ thấy nó có hai cái hồi. Các bạn nhìn thấy từ cái đỉnh thái dương trên đi lên nè, nó tạo ra một cái hồi cong hình vòm, ta gọi đó là hồi gốc. Và phía ngoài của hồi gốc đó ta gọi là hồi viền. Thì do có cái hồi gốc hồi viền là cái thấp nhất phía bên dưới này, cho nên cái phần mà chứa hồi gốc hồi viền đó ta phải nâng nó lên cấp thành cái tiểu thùy, được chưa? Nha, ta lúc đó ta sử dụng cái định nghĩa tiểu thùy ở đây. Chứ nếu không thì ta cũng không sử dụng tới định nghĩa tiểu thùy này các bạn. Nha. Rồi ở thùy chỏng thì chúng ta có cái rãnh đi ngang qua thùy chỏng. Rãnh này ta gọi là rãnh chỏng ngang, và chia thùy chỏng của ta thành chỏng trên và chỏng dưới, đúng không ạ? Thì đấy mà, đây chính là các cái phần, phân não thành các cái hồi, các cái thùy, được chưa? Mình nói về hình thể ngoài đó, để mình đang nhìn ở mặt ngoài. Được chưa? Nha, mình sẽ mặc ngoài này. Nãy giờ hệ thống được không? Được không các bạn? Đó. Được nha. Đó các bạn, mình đi vào mặt trong. Đây là mặt phía trong của bán cầu đại não của chúng ta nha. Cấu trúc này gọi là gì các bạn? Nè. Gọi là gì? Nói lại cái. Gọi nó là gì? Cái này là gì các bạn? Tay trái, đúng rồi. Đó gọi là tay trái, đúng không? Do đó cái rãnh mà nằm sát ở đây nè các bạn. Cái rãnh sát đây nè, ta gọi là rãnh tay trái, đúng không? Rãnh tay trái. Nha. Và cái rãnh nằm ở ngay phía trên của rãnh tay trái nè. Các bạn, đây nè các bạn, nằm phía trên của rãnh tay trái nè, rãnh này chúng ta gọi là rãnh đai, được không ạ? Rãnh đai, và cái hồi nằm ở giữa ngay rãnh tay trái và rãnh đai nè, hồi này chúng ta gọi đó là hồi đai, được không ạ? Nha, cái hồi này nè, đây nè các bạn, hồi này chính là hồi đai, nha. Rồi. Các bạn còn nhìn thấy cái dấu mực này không ạ? Đây nè các bạn. Dấu mực này của rãnh gì vậy? Hả? Dấu mực đó là của rãnh gì vậy? Phải không? Cái dấu mực màu hồng hồi nãy là những cái rãnh chính, những cái rãnh lớn đó, nhớ không? À, rãnh trung tâm. Nha. Vậy do đó tiếp chỗ này nè, chỗ này chính là phần phía trong của rãnh trung tâm, đúng không ạ? Đúng không các bạn? Có phải là chỗ đó là phía trong của rãnh trung tâm không? Hả? Phải không? Chỗ này nè, chỗ này chính là phía trong của rãnh trung tâm chúng ta nè, đúng không ạ? Phía trong của rãnh trung tâm, nó cũng là rãnh trung tâm đấy, nhưng mà nó nằm đi vào trong, được chưa? Nha. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có các cái hồi nữa các bạn nha. Các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này chính là rãnh đỉnh chỏng, thì rõ ràng cái này là một thì đỉnh, đúng không? Chỗ này có một thì đỉnh không, đúng không? Chỗ này có phải là cái hồi sau trung tâm không? Chỗ này chính là hồi trước trung tâm không? Ha. Chỗ này chính là mặt trong của thị trán, đúng không? Trong của thị trán. Ha. Và phía dưới này của chúng ta sẽ có một cái rãnh khác nằm ở ngay cái đuôi của não thấp bên các bạn. Mình nhìn đây. Rãnh này nó gọi là rãnh cửa nữa rồi. Chỗ đó là rãnh cửa. Ha. Và rãnh cửa của chúng ta nó sẽ tạo cho chúng ta một cái hồi ngăn cách giữa rãnh cửa và rãnh đỉnh chỏng, và hồi này chúng ta gọi là hồi chêm. Ở phía trước này, cái phần mà thuộc thì đỉnh, ta gọi là hồi trước chêm, đúng không ạ? Hồi chêm và hồi trước chêm. Nha. Cái phần này nè các bạn, hồi này chính là hồi đai, đúng không ạ? Nhưng hồi đai chúng ta đến đây thì nó tận hết ở đây, và phía dưới của hồi trước chêm này các bạn, ở trên mô hình nó phân định pha không rõ đấy nè. Phía dưới hồi trước chêm mà còn thấy một phần não nữa không à? Chỗ này nè, chỗ này chính là hồi trước chêm nè, thuộc về thì đỉnh, thì ở đây này còn một phần nữa mà nhìn thấy không ạ? Nha. À, thì chỗ này người ta gọi đó là cái thì dưới đỉnh, ở trên là đỉnh nè, chỗ này là dưới đỉnh nha. Vậy thì ngay chỗ cái hồi chêm đi thẳng ra phía sau đó chính là hồi dưới đỉnh, đúng không ạ? Ở đây là dưới đỉnh, và phía dưới của hồi chêm này nè chính là hồi lưỡi các bạn. À, phía dưới của hồi chêm thì chính là hồi lưỡi, có nghĩa là nằm ngay phía sau, nằm ngay phía ngoài cùng của rãnh cửa đấy. À, tận cùng ở phía ngoài. À, các bạn nhìn lại chỗ này. Rồi não của chúng ta bắt đầu ta nhìn xuống phía bên dưới các bạn. Ta nhìn xuống phía bên dưới này trở lại. Phía bên dưới này thì không còn gì phức tạp hơn, không có gì phức tạp hết. Ở đây các bạn, chỗ này chính là hồi lưỡi rồi đúng không ạ? Nè, hồi nãy ở trên mình thấy rồi, chỗ này chính là rãnh cửa nè, nhớ không? Nè, phải không bạn? Chỗ này là rãnh cửa nè, chỗ này là rãnh đỉnh chỏng nè, phải không? Rãnh đỉnh chỏng nè, rãnh cửa nè, hồi lưỡi nè, và chúng ta có cái hồi phía bên dưới này. Do nó nằm cạnh sát hải mã cho nên ta gọi nó là hồi cạnh hải mã. Cái hồi sát ở phía bên trong nữa mà. Hồi cạnh hải mã. Và ở ngoài của hồi cạnh hải mã này nè, phía ngoài của hồi cạnh hải mã các bạn nhìn thấy một cái rãnh nó đi dọc lên trên nữa bạn, và nó đi qua cái khe này, nó đi dường như là nó nối liền với cái rãnh bên đi lên phía trên, do đó ta đặt tên nó là rãnh bên phụ các bạn. Rãnh bên phụ, nó rãnh ở phía ngoài này nè, rãnh ở phía ngoài này, rãnh ở phía ngoài này thì nó sẽ ngăn cách ở phía sau này chính là chỏng nè, phía trước này chính là thái dương nè, đúng không? Cái rãnh này nó chạy từ thái dương nó chạy đến chỏng, cho nên đó ta gọi nó là rãnh thái dương chỏng nha, hay gọi là chỏng thái dương, đúng không nha? Rãnh chỏng thái dương, chỏng thái dương, và nó ngăn cách cái phần này nè ra thành hai cái hồi nữa, đó là hồi chỏng thái dương trong và chỏng thái dương ngoài, đúng không? Chỏng thái dương trong và chỏng thái dương ngoài. Và cái hồi chỏng thái dương trong nằm đây, hồi chỏng thái dương ngoài nằm đây. Vậy hỏi phía ngoài này là cái gì các bạn? Phía ngoài cùng này nè, ở đây các bạn nhìn lại mình, bây giờ lật ra phía ngoài các bạn sẽ nhìn thấy là cái cục phía ngoài này nãy chính là cái hồi thái dương dưới, đúng không? Nãy từ phía ngoài mình đã thấy rồi, nhưng mà nhiều khi lật vào phía trong nè, nếu mình nhìn lại thì mình nhìn thấy nó lạ lạ, nhưng mà hồi nãy ở phía ngoài mình đã nói rồi nha, đó chính là hồi thái dương dưới các bạn. Rồi ở phía ngoài nè, khi mà mình nói về phía dưới đó thì phía dưới của chúng ta nó được chia thành hai cái phần lớn. Cái phần nãy giờ anh nói cho các bạn đó, người ta gọi là phần chỏng thái dương, và cái phần phía trước này nữa bạn chính là cái phần mà mắt của chúng ta nằm phía bên dưới đó, cho nên ta gọi là phần ổ mắt, phần ổ mắt. Và cái hồi bìa ở phía ngoài nè ta gọi là hồi thẳng, và đây chính là ba cái hồi ổ mắt, trong, giữa và ngoài, đây gọi là các cái hồi ổ mắt. Ở đây chính là hồi thẳng, hồi thẳng chính là cái hồi mà nó nằm ngay phía trên của cái dây thần kinh số 1, hay chính là dây thần kinh khứu giác đó. Vị trí này chính là hồi thẳng, ba cái hồi này chính là các cái hồi ổ mắt. Đây chính là cái hình thể ngoài của bán cầu đại não của chúng ta rồi. Từ ba mặt, từ bên ngoài, phía dưới và phía trong. Được không? Nghe ổn không? Không bất ổn rồi. Cái phần này anh nói sơ lược cho các bạn nghe một lần, nhưng mà sau đó anh nghĩ là các bạn phải lên buổi thực hành và các bạn tra cứu lại. Thì khi mà anh nói nhiều khi nhanh quá thì các bạn nghe không kịp. Rồi đó chính là chúng ta học hết cái phần còn lại của bộ não chúng ta. Phần cuối cùng đó chính là bán cầu đại não. Bán cầu đại não mà. Hôm chúng ta học sơ lược về một cái phần nữa các bạn, đó là chúng ta nói về cái miệng, đúng không? Nói về cái miệng, bắt đầu gần về với các bạn rồi đấy. Nói là mình đi còn hơi xa xa, bây giờ gần lại đấy, nói về cái miệng nha. Thì cái đầu tiên mà nói về cái miệng đó, giờ khỏi cần coi mình cũng biết nữa, tại miệng ai cũng có, đúng không? Giờ nói chuyện với nhau thử xem ở ngoài cùng với lại gì không? Mình nghĩ là mo để làm gì? Mo để dành hôn thôi hả? Mo để dành hôn thôi. những điều làm đẹp, rất là nhiều chuyện đó là ngoài cùng chính là môi ha, đó chỉ là giới hạn phía trước, giới hạn phía trước miệng của chúng ta chính là môi, đúng không? Giới hạn hai bên miệng của chúng ta chính là gì vậy? Là má, đúng không? Là má, giới hạn hai bên chính là má. Má của chúng ta này, nhưng mà giờ nói về cấu tạo ấy, trong sách viết lằng nhằng lắm, mà trong sách viết cái chuyện mà ai đọc cũng biết hơi cực kỳ. Má của chúng ta ở ngoài là gì? Là da, đúng không? Phía dưới này chính là cơ, phải không ạ? Cơ bám da và một số cơ, mà chủ yếu cơ chỗ này chính là cơ gì mà cơ mút nè, phải không ạ? Nhớ không? Cơ mút nè, cơ cười nè, cơ gò má lớn, gò má bé nè, cơ nâng môi, đúng không? Cơ nâng môi, đó chính là một số các cơ, và ở trong cùng chính là niêm mạc miệng. Trời, có xương thế hả? Ồ, xương nào ở đây? À, xương nào ở đây đây? Hả? Trong này có xương không? Thấy lời đâu thấy xương gì đâu? Thì đây các bạn, trong cùng á, thì cái vùng má của ta nó được giới hạn bởi cái niêm mạc, gọi là niêm mạc má rồi, niêm mạc má, được chưa? Niêm mạc má và cái niêm mạc sàn miệng á, thì nó giống nhau, mà các bạn biết đó, vùng niêm mạc của chúng ta thì nó có sẽ có khả năng hấp thu một số chất rất là nhanh, đúng không? Nó có hấp thu các cái chất rất là nhanh, cho nên đó là các bạn thấy như này, một số loại thuốc các bạn thấy người ta chế ra, người ta đặt hormone, vậy thì hấp thu đường nào? Hormone là cái đường nó đi ra mà không phải đi vào đâu, tại đâu lấy thuốc đi đặt hormone, nhất là trẻ mà trẻ nó sốt thì người ta lấy thuốc ta đặt hormone, đúng không? Rõ ràng nó hấp thu qua chính là cái niêm mạc, niêm mạc. Ở người lớn chúng ta có một số thuốc ví dụ như là Alpha-Joy vậy này, thì người ta khuyến khích chúng ta là ngậm dưới lưỡi để cho gì vậy? Viên thuốc của ta nó sẽ tiếp xúc với niêm mạc, đúng không ạ? Sẽ tiếp xúc với niêm mạc. Vậy thì phần phía trong miệng của ta phần lớn chính là niêm mạc. Miệng của ta nó sẽ chia thành hai phần, một phần nó ta gọi là tiền đình miệng, một phần ta gọi là khoang miệng, khoang miệng chính của ta đó hay gọi là ổ miệng á. Vậy phần phía tiền đình miệng là chỗ nào? Các bạn tiền đình là chỗ nào? Tiền đình có nghĩa là ở phía trước, đúng không? Tiền đình là ở phía trước, và ta nói tiền đình miệng á chính là cái khoảng trống giữa môi và răng, má và răng. Có nghĩa là nếu mà mình đút các bạn giải vào đây nè, có nghĩa là mình đang đút vào tiền đình miệng, đúng không ạ? Đưa các bạn giải răng vào đó chính là mình đưa vào tiền đình miệng, mình đâu đưa vào bên trong răng, phải không ạ? Nếu mà mình đưa vào bên trong để mình đánh bên trong đó, người ta gọi là đưa vào bên trong ổ miệng, đưa vào bên trong răng miệng. Còn nếu mình đánh ở mặt ngoài nữa đó, người ta gọi đó là đưa vào cái tiền đình miệng. Thì khi mà mình khép miệng, tức nghĩa là khi mình cắn răng lại như thế này, thì tiền đình miệng nó sẽ thông với ổ miệng qua một cái khe ở phía sau, đúng không? Khe ở phía sau tức nghĩa là cái rãnh nằm ở phía sau cái răng hàm, đúng không? Người ta gọi là cái hố sau răng hàm đó, hay là rãnh sau răng hàm, hoặc là lỗ sau răng hàm. Nghĩa là tận cùng ở phía sau của các cái răng đó, thì nó sẽ có cái nơi mà tiền đình miệng của ta nó sẽ thông với ổ miệng ở phía bên trong, đúng không? Không có thể phía bên trong, không chi vậy. Ngậm miệng đâu lại thì đâu có gì không? Không thể do nước bọt nó chảy vô, đúng không ạ? Sát rồi bạn, không thể cho nước bọt chảy vô chứ là. Đây tiếng nước bọt mà chảy vào cái vùng tiền đình miệng này nè các bạn. Tiếng nước bọt chảy vào vùng tiền đình miệng đó, đó là tiếng nước bọt lớn nhất của cơ thể chúng ta. Đó là tiếng mang tai. Tiếng mang tai nằm ở hai bên nè, và nó sẽ đổ vào đây. Nó đổ vào ngang cái vị trí của cái răng khối, răng khối lớn thứ hai đó, hay là gọi là răng hàm đó. Răng khối lớn thứ hai, răng khối lớn thứ hai nằm ở vị trí hàm trên, luôn xuống hàm dưới nha, hàm trên răng khối lớn, răng khối lớn thứ hai nằm ở khoảng giữa cái răng khối lớn thứ nhất và thứ hai đó. Đó chính là cái đổ vào của tiếng nước bọt, tiếng nước bọt mang tai, tiếng nước bọt lớn. Cho nên là mỗi lần mình thấy cái nghe cái hai bên mình ê hết trơn rồi, đúng không? Lúc đó làm gì vậy? Nước bọt nó đang tiết ra, nước bọt đang tiết ra mà nó ép nước này nó chảy qua cái ống tuyết rồi, nó làm cho ống tuyết thì nó căng căng lên và làm cho chúng ta cảm thấy nó ê hai bên này. Sau cái ê bút đó chính là nước bọt chảy ra, đúng không? Nước bọt chảy ra nhiều, phải không ạ? Nè, rồi gì nữa không? Gì nữa không? Cái miệng này hơi cấn cấn nè, cái miệng này cũng gắt trên nè, trả nặng lại tay gắt nó một để xương. Đấy các bạn, thế là anh nói các bạn như thế này, mình học về xương vùng đầu mặt rồi, đúng không? Học về xương vùng đầu mặt rồi, cho nên nó vùng miệng chúng ta đó, nó sẽ được chia thành hai cái phần. Hôm trước anh đã từng nhắc qua, trong khoang miệng của chúng ta nè, sàn miệng phía dưới này nè, thì nó có lưỡi, đúng không? Còn gì nữa không? Ngoài lưỡi còn gì nữa? Ở dưới cái lưỡi là gì? Hả? Dưới của lưỡi là gì? Niêm mạc miệng. Cũng đúng mà, dưới lưỡi nữa sẽ gọi là sàn miệng đó các bạn. Sàn miệng là cấu trúc của sàn miệng của chúng ta đó, có một cái xương nằm ở phía bên dưới. Xương gì? Xương gì? Có cái xương nào nằm dưới đây? Xương gì đây? Hả? Xương gì đây? Xương này là xương nào nằm dưới đây? Đúng rồi, xương móng. Xương móng xuống ở đâu? Ở đây nè các bạn, sát ở đây nè. Đây nè. Đầu xương móng chạy xuống dưới này vậy. Xuống đây là tới giáp rồi. Xương móng nằm trên này các bạn. Dưới đó là vị trí của xương móng. Rồi. Cái trần của khoang miệng chúng ta cấu tạo bởi xương gì? Xương cái cứng. Còn cái cứng là xương gì? Chưa có nghe xương còn cái cứng bao giờ. Bạn nói thì anh biết bạn có tham khảo về cái bài học đó, tại vì cái vùng trần ở phía trên miệng ta đó thì nó gọi là vùng khẩu cái, đúng không? Vùng khẩu cái, và khẩu cái của chúng ta đó, thì nó lại chia thành hai phần, đó chính là khẩu cái cứng và khẩu cái mềm. Đó, khẩu cái cứng nghĩa là cái phần mà nó được lót khỏi xương, khẩu cái mềm là cái phần được lót khỏi mô mềm ở phía sau, đúng không? Bây giờ thử mình lật lại dưới này lên coi nó ra cái gì. Đây bạn, bây giờ anh là các bạn nhìn thấy xuyên thấu được từ phía dưới lên cái kênh là bỏ về lấy cái gì ra. Anh đã bỏ cái sàn miệng và anh bỏ cái lưỡi ra rồi, mình mới nhìn thấy được, nhìn từ phía dưới lên nè các bạn, mà các bạn nhìn thấy được lên cái kênh vùng khẩu cái nè, đúng không? Thì phía trước này nè các bạn là cái vùng mà nó được lót niêm mạc, là niêm mạc rồi, nhưng mà phía trên của niêm mạc này nó chính là xương, đúng không? Đây nè, nha, cái trên của niêm mạc này chính là xương, bạn nhìn thấy không ạ? Thì cái phần xương này nè, ta gọi đó là vùng khẩu cái cứng, đúng không? Khẩu cái cứng được cấu tạo bởi vị trí này chính là xương hàm trên nè, và chỗ này chính là xương gì? Xương gì? Coi cây viết này nó phóng là xuyên qua bên đó luôn á. Xương bướm ở đâu? Xương bướm cả. Ở xương khẩu cái. Chỗ này chính là xương khẩu cái đây. Chỗ này chính là xương khẩu cái đây. Hôm nay học về xương mà còn chưa có nhuyễn cho lắm đó nghe. Xương hàm trên, và chỗ này là xương khẩu cái này. Thì cái phần mà được lót ở xương này nè phải gọi là cậu cái cứng, qua khỏi cái xương này nè, qua khỏi cái xương này. Lúc này ở đây nữa bạn, qua khỏi xương chính là phần này. Phần phía sau này bao gồm hai cái trụ amidan, một cái lưỡi gà nè. Phần phía sau này chính là cái cậu cát mềm, đúng không ạ? Cậu cát mềm. Bình thường mình về mình há miệng mình nhìn vào ký mình cũng thấy, mình sẽ thấy được cả hai phần cậu cát cứng và cậu cát mềm. Anh tin tối nay về há miệng trước ký coi thử coi nha, thấy được cậu cát cứng và cậu cát mềm, hai bên chính là hai trụ amidan. Hai trụ amidan thuật ngữ giải phẫu bạn, anh nói bạn là theo lâm sàng tí rồi đó, thuật ngữ giải phẫu người ta gọi đó là hai cái cung khẩu cái. Đó, hai cái cung khẩu cái thì chúng ta có hai cung khẩu cái, một cung khẩu cái nằm ở phía trước và một cung nằm ở phía sau. Cung khẩu cái nằm ở phía trước đó thì rõ ràng nó nằm gần cái lưỡi hơn, cho nên ta gọi nó là cung khẩu cái lưỡi. Và cái cung khẩu cái phía sau đó thì nó nằm gần cái hầu hơn, cho nên ta gọi nó là cung khẩu cái hầu. Và ở giữa của hai cung khẩu cái đó, mình tưởng tượng này, hai cung khẩu cái của ta như này, cung khẩu cái lưỡi phía trước, cung khẩu cái hầu ở phía sau này, và ở giữa hai cung khẩu cái này chính là tuyến hạnh nhân khẩu cái nằm ở kẹp giữa. Tuyến hạnh nhân khẩu cái hay còn gọi chúng là amidan. Do đó hai cái cung khẩu cái này người ta còn gọi đó là hai trụ amidan, trụ trước và trụ sau, đúng không? Sau này người ta nói mình biết, được ha? Đó chính là cái vùng khẩu cái. Và còn cái sàn ở phía dưới thì nó được cấu tạo bởi niêm mạc và cái lưỡi, đúng không? Rồi về cái bộ răng của chúng ta, về bộ răng của chúng ta bây giờ nếu mà một đứa trẻ nó mới sinh ra nó thì răng nó phải nhiêu cây giờ này nó chuyện răng nó đang tập. Đứa nhỏ mới sinh ra bao nhiêu cây? Mới sinh ra không có cây nào, hay quá, chính xác. Sau khi nó mọc đủ bộ răng sữa thì bao nhiêu cây? Răng sữa nào mà tới 32 cây? Bởi vậy răng sữa bao nhiêu cây rồi? Bạn nhìn thử mấy đứa con nít nó mọc răng, nó có mấy cái răng sữa? Đó bạn có mấy cái răng sữa? Bây giờ răng của ta đó, ta sẽ phân tích răng của ta như thế này các bạn. Bây giờ ta có hai hàm răng này.